Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì đang là gần 6 giờ tối. Đó. Ngày giáp Tết. Đó. Hoàng Hiền thì đang trên đường vào nhà cô Hảo tí hon. Đấy. Hôm nay thì là Hoàng Hiền thì có hẹn với lại anh thợ làm cửa nhà cô Hảo tí hon vào để đo đạc. Đấy, để tiến hành là làm cửa cho nhà cô Hảo tí hon. Đấy, món quà của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ giúp đỡ cho ba mẹ con nhà cô Hảo tí hon. Thì nào, Hoàng Hiền đã liên hệ với anh là cũng lâu lâu rồi. Đấy, nhưng mà anh đang bận công trình ở dưới Phổ Yên. Đấy. Cho nên là hôm nay anh ấy về và anh ấy trao đổi với Hoàng Hiền là anh ấy đo thì là chỉ làm khoảng độ là hai hôm thôi, đấy là sẽ xong cho nhà cô Hảo tí hon. Đấy, như vậy là thoải mái cho nhà cô Hảo là có cửa đẹp để đón Tết. Đó, Tết đến là đã có cửa đẹp rồi. Đấy, rất vui mừng cho nhà cô Hảo tí hon. Đó. Không khí ấy, ngày giáp Tết ấy. Hôm nay thì đang là 23 Tết ấy. Đấy. Dỗ ông ngày ngày ông công ông táo lên chầu trời đây. Đấy. Hai ba ăn cháo ăn chè. Đấy. Không biết là anh nắp cửa anh vào chưa. Đấy. Bây giờ xin mời các bác nha, sẽ cùng vào nhà cô Hảo tí hon. Nhà anh Đông tí hon thì cổng thì đã lắp xong rồi. Rất là đẹp, chắc chắn do nhà anh Đông bí hòn. Món quà của cô Thúy Hằng và chị Trúc Trần. Đó. Đó có nhà anh Đông bí hòn. Cô Hảo đấy. Cô Hảo dự kiến là ngày hôm nay sơn. Nhưng mà hôm trước anh Kiên, anh bên phía công ty mang sơn là tặng cho gia đình nhà cô. Thì anh ấy có tư vấn là tường nó đang ướt. Đó, cho nên là chưa sơn. Ông biết kia đâu? Dạ. Ừ. Ai à? Chung cắt tóc thế nào? Dạ. Ra thế nào? Đi không nhà? Ừ. Tao bao giờ đấy? Cắt là hôm kia. Hôm kia? À. Hôm kia chú ở đây sao mà? Hả? À? mới đúng không? Vâng. Cắt đâu? Ngoài kia. À, hết mấy tiền? 15 rồi. 15 nghìn đó? Vâng. Rẻ đấy nhỉ? Vâng. À, đẹp trai đấy. Đang làm gì cô Hảo? Hả? Đang làm gì? Cô đang nấu chè hôm qua. Cô cũng 2-3, cô quên cô không. Cô không hóa vàng mã. À. Nhưng buồn nhá, cô quên hay cô lại. Nay nấu cháo chè gì? Từ sáng là cô bạn này cô lại nấu lại để cô cúng. Nấu cháo chè? Ừ. Chín chưa? Cô chỉ nấu chín rồi. Ở đây với cô nhá. Tí ăn cháo chè nhá. Cháu đợi anh vào anh đo là cửa. Anh hẹn 6 giờ. Cô Hảo cô có chăn lợn. Nấu cám. Ôi. Cám này, cái này cô có cám không? Con điên này dài phải nói dài thật. Cám. Đấy. Cô hít rồi. Ăn con đực. Đấy, TV nhà cô Hảo đây. Xem VTV1 đây. Thầy Park Hang-seo. Đang đợi bác cái chưa đấy bác vào. Bác cái đang làm cố đốt công việc. Bác cái vừa điện bác cái đang từ Samsung Phổ Yên. Bây giờ mới chạy lên. Đang là gần 6:30 rồi. Chắc cái 7 giờ kém bác ấy về đến đây. Đấy, TV nét căng. Màu sáng nói chung. Đẹp chưa? À. Cô Hảo đang nấu nướng này.
mấy hôm có đi nó xem, nó hỏi mẹ anh bật kênh Hoàng Hiền, chú Hoàng Hiền. À. Không tin bật kênh đấy cho nó xem. Thích xem chú nó Hoàng Hiền. Nó kêu ghê nó. Ly á. Vừa chạy đâu mới? Vừa chạy tiền thế nào. Nó bảo là mẹ anh giờ chả có mạng xem mà thôi, chả có được. Để con ạ xem không cũng được. Mẹ. Bao giờ có tiền lắm mạng. Ở đây bắt nó yếu quá. Yếu. Ra Tết sơn. Và nó phải khô trắng hết như trên đầu đốc rồi. Cô Hạo có món lấy từ hôm qua. Có món rồi đấy, từ hôm qua. Hôm qua vẫn còn à? Có, hôm qua cô nấu cô có ăn đâu. À. Cô làm bát chè thế nào, cô thôi thế nào, thằng hai cái này nó cũng... Đội trụng hoàn à? Hả? Đội trụng hoàn. Trụng nó ăn ít đấy. Dạ, ăn nhiều nó lớn chứ. Chẳng như là các cháu ăn kiểu nó ấy nó ăn nó quen rồi ấy. Vâng. Thế rồi kiểu có thức ăn thì nó... Cái nồi ăn nấu này. Vâng. Đấy cô vội quá cô nấu này. Ừ. Xào nấu các kiểu được. Đấy. Tiện. Có nghĩa là cô vội cô mới nấu. Vâng. Vâng. Nếu mà nấu cái này tốn điện lắm. Vâng. Không khí Tết. Chúng nằm một hoài nằm gác chân. Ừ. Ừ. Cô đi từ 12 giờ, 12 rưỡi. Mà đến 1 rưỡi, đến gần 2 giờ mới đến thành công. Đó, quay, cô quay này. Hôm nay á? À? Nay cô đi đâu? Cô đi xuống dưới sông Công ở lấy tiền lương cho cháu. Tiền tiền quà quà Tết đấy gì? Quà Tết ạ. À, thế gọi là quà Tết. À, quà Tết. Ừ. Thế là được bao nhiêu? Được 500 nhưng mà hôm nay cô đi, cô là hôm nay thứ bảy họ không làm việc. 500 nghìn á? Vâng. À. Và cô đi xa á, đi vào về. Cô đi đến mất 1 tiếng rưỡi, về tiếng rưỡi là 3 tiếng. Vâng. Cô vào về đây. Vâng. Mấy bánh trưng cô Hảo gói bánh trưng chưa? Tết gói không? Tết là cô gói. À. Tết Hoàng Hiền em chơi nhá. Tết nên luộc bánh nhá. À, ăn bánh trưng. À. Không khí Tết tràn ngập thì đi đường ra thành phố mà bán nhiều đồ lắm, hoa hòe đào hết các thứ. Cô ấy nhiều người sắm rồi. Ừ. À, rất là nhiều. Trung xem em đâu? Cháu ở ngoài này kia. Hả? Cháu đang ở bếp. Bếp á? À? Gọi lên nhà ngồi. Lên nhà cháu đang được ngồi chè, cháu ở là cháu... Đang làm gì? Cháu đang ngồi đấy, cháu biết. Dâu dâu nồi chè? Dâu nồi chè. À. Cháo chè à? Vâng. Hai ba ăn cháo ăn chè. Nhà cháu này nấu á? Cơm dưới nhà cũng chín hết rồi, nhưng mà anh lắp cửa, anh hẹn là 6 giờ lên lắp, chạy lên. Đấy. Chạy lên nhưng bác ấy làm lại về muộn quá, đợi bác cái tí. Đấy. Đợi bác 15-20 phút nữa. Đấy. Hoa đẹp chưa? Ừ. Đây nóng được, hôm qua cô xào chín rồi, này nóng được đây. Cái nồi đấy cô nấu cẩn thận, nó hở điện, nó giật đấy. Cô ở nhà nó đang nấu, còn bọn trẻ con là cô nấu cửa đấy. Vâng. Nhưng nấu là sợ. Nấu điện này nguy hiểm. Trung người giả chiếu à? Giả chiếu không? Dậy khẩn trương. Chiếu là không phải đâu. Ừ. Đấy, chỗ đang sáng kìa. Lớn tướng rồi. Phụ giúp mẹ được rồi. Hai cháu đều bảo mẹ sáng hai cháu phụ giúp. À. Khác trường nữa nhỉ? Vâng, khác trường ạ. Thế thì một cháu thì gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm. Vâng.
cô trao đổi giúp, bởi vì là bây giờ thì nhà thì mình có một mình thôi. Mà tận hai cháu thì làm sao mà trường thì học khác trường, cách xa nhau bao xa, 7 giờ họp với 8 giờ họp cô đi sao kịp được nữa. Trao đổi với cô giáo rồi. Ít mỡ nào, xít xít. Ít mỡ đấy. Vâng. Cô Hảo đi hoan là cô làm chúng qua nấu chúng qua, hôm qua các bác xem Hoàng Hiền quay nhưng mà ba mẹ con sức khỏe yếu chả ăn bao nhiêu đúng không, mỗi người tí. Cửa là anh ấy làm gì độ 2-3 hôm là xong cô Hảo ạ. Cho tới anh bảo anh chỉ làm 2 hôm là xong. Trước Tết nó sẽ có cửa đẹp. Vâng. Cái này là cũng đẹp lắm rồi. Vâng. Nắp cửa cho nó kín đáo. Gió đỡ lùa. Cô buộc que thanh gió lùa lạnh lắm. Họ muốn vào họ kéo phát là bục luôn đấy. Cái buộc ở giữa em bác Thảo bác cái cho là chắc à? Chắc chắn. Úi dạ, lý. Vì màu nét, nét căng, sáng. Này cô Toán đi hoàn giống hệt này, 43 inch TCL, 5.990.000, 10.000 nữa là 6 triệu. Đấy. Hôm nào cháu mang sổ lên tổng kết cho nhà cô Hảo xem là còn bao tiền. Tổng kết hết. Hôm trước còn nợ cô 10.000 đấy. Đang chưa đấy. 10.000 hôm mua tivi là 5.990.000. Thì Hoàng Hiền gửi cả cho anh lắp tivi là 6 triệu. 10k đấy là của Hoàng Hiền. Canh Su Hào. À. Tết là cô ăn lợn khấu hay là mấy hay mua? Mua chợ. Ai à? Bạn là bán pháo hoa ra bộp bộp bộp. Ôi, pháo hoa ở dưới kìa. Đây không nhìn đấy. Bên sông bán. Bên sông à? Cháu chè, cháu chè chung. À. Đúng không khí ngày Tết luôn rồi. Nhờ. Đúng không khí Tết. Rồi. Lấy cái gì đệ kê không? Đây, cho lấy tờ giấy. Mỗi tờ thôi à? Còn tờ giấy bỏ nào đi, còn tờ giấy bỏ nào đi. Mang tờ giấy bỏ ra để đệm ấy. Trông đấy, dính đấy. Ai nhỉ? Đội mèo quấn kia. Ba con mèo bé, một con mèo to. Để ở dưới. Ôi, 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 đừng lấy đũa đánh con. Lấy đũa đánh nó xong tí này ăn. Đây, chè đây rồi. Chia bát ra chung. Ly. Chia bát chia đũa ra. Đi đâu cũng thế hiểu chưa? Ra ngoài. Bát đũa để hoi, để nhẹ nhàng. Đi
Ui ôi, mọi bèo ở bên kia. Chúng đấy nó cướp chạy. Cô Hảo còng hết lưng rồi. Đi nọ phà nọ khỏng. Vâng. Chào chè. À, cháu chè. Cháu chè là cô Hảo đây. Mời các bác ăn cháu chè đi. Con mời các bác đó. Cô chú ăn cho nghe con. Con mời nhé. Ok. Ăn đi, mẹ con ăn đi. Em mời các bác các cô chú ăn cơm với gia đình nhà em nhá. Mời Hoàng Hiền nhá. Vâng, vâng, vâng. Hoàng Hiền ngồi ăn tất cả. Vâng. Ăn bát cháo chè này cô Hảo. Tí về so sánh với nhà Hoàng Hiền. Nhà cháu con lục mẹ cháu nấu chín hết rồi. Ăn ăn mấy cô một bát cháo chè. Vâng. Cô xong rồi là cô nấu ăn. Ăn cô miếng cơm. Đội chung không ăn cháo chè. Cháu này đi. Xui chưa. Có cái tivi này nó bật lên nói chuyện là nó có tiếng nói nhí nhéo đỡ buồn. Ba mẹ con. Bắn vào đùi ấy. Nào, mời các bác ăn bát cháo chè nhà cô Hảo nhá. Ngày Tết đây. Đây, cho mời cô. Vâng. Mời các bác nhá. Mời các bác ăn cô, chè cô, các chú nhá, chị nhá. Vâng. Vâng, vâng. Mời cô đi. Mời các con đi. Vâng. Cháo chè. Lâu lắm ấy. Qua một năm ấy nhỉ. Đúng không? Cái này thường thường là chỉ nấu 2-3 ngày này của một năm về trước mình ăn. Hôm nay ăn lại. Đâm cơm này. Vâng. Nóng hổi ngon á. Đi ăn hả con? Trung ăn à? Thế ăn đi, ăn thức ăn mạnh nhé. Đây. Đây, bỏ bát cho con ăn. Đấy, cho đội ăn. Ăn. Đấy, thế đây. Để cho gọn cho nó thích ăn. Đấy, ăn mạnh nhé. Lấy tay con. Lấy tay. Lấy đũa các. Đây, đũa của con này. Nha. Đấy. Ăn thìa thì lấy đũa gắp thức ăn. Rồi kệ con ăn đi. Cháu chè của Hảo đúng ngon đấy. Được. Là tiêu chuẩn ISO ấy. Mấy giờ rồi? 6:35 rồi. Chắc phải độ 10 phút nữa bắt về đây. Cô Hảo ăn mạnh mạnh nó khỏe. Sức cô yếu. Hai đứa trông cậy là mẹ này. Trông lớn nó phải làm giúp mẹ bây giờ. Nhớ nhá. Em bé này phải chiều em nhá. Bảo em cùng với mẹ. Cháo chè. Cô Hảo ăn mạnh nhé. Chén mạnh nhé. Đi các bác thức ăn đi con.
Hả? Ăn đi đấy, đi đâu ấy? Cho mèo à? Ấy à. Quý quý mèo. Ừ. Vừa ăn vừa xem tivi. Bò dai. Trên nhà không xem bằng mạng, xuống bếp. Xuống bếp quay mang điện thoại xem chú Hoàng Hiền này. Ừ. Xem thấy bếp trong nhà bác Hùng. Bếp bếp mạng khỏe hơn. Trung có báo cô giáo thông báo lịch nghỉ Tết chưa? Chưa thông báo à? 5. Hả? Thứ 5 lần sau mới nghỉ. Cái gì? Thứ 5 lần sau mới nghỉ. Thứ 5 lần sau gì? Đây là hết 2, hết 28 Tết. À. Giờ vào 28, chưa 28. Hết 27. Ừ. Thứ 5 lần sau mà. Ờ. Đâu rồi chú xem lịch à? Thứ 5 lần sau là hết 28 Tết. Đâu hết sáng 28. Ừ. Ăn gần hết bát cháo chè nhỉ, quá hả ông? Rồi, cho nó anh vào đây. Đâu, tao vào chơi đấy. Tí bảo gì. Cái bọn này nó làm ăn giờ nó mới về ăn đi. Mikelo. Muộn quá anh ơi. Anh chạy từ đấy về đây 30 phút rồi nhỉ? Ôi thằng Nghiệp tưởng anh. Vâng. Bóng nhà Hiên mít, nó có. Mikelo Nghiệp. Đây. À, một cái bộ cửa này anh ạ. Đây và cửa ngách này. Nhá. À. Đây là giấy bút. Đấy, mẫu cửa là Hoàng Hiền sẽ làm giống hệt như cửa nhà em Hùng. Anh làm độ chắc 2 hôm sau chứ? Chắc tầm 2 hôm đấy. À ok. Anh cứ xong rồi anh điện em vào là năm luôn. Rồi em thanh toán tiền cho anh. Ok. Đây này giấy bút ở chú ấy ghi chép bao nhiêu mét vuông. Anh Nghiệp nhà ngay gần đây. Yeah. Đấy, cùng làng với lại cô Hảo Tí Hon. Anh như làm tận Phổ Yên về muộn. Sáng anh đi làm sớm. Vâng, cửa buồng. Ừ. Con lên đây cái đèn dọi này. Vâng. Này có Hảo thiết kế bóng ngoài nữa đấy. Tối quá. Ta đi ăn xôi. Đấy, chúng có để điện cho sao. Để. Sáng quang chưa? Thank you.
Cái này mở mở kiểu gì nhỉ, mở ra chắc là mở ra ngoài à, buộc ở trong đấy buộc tạm này. Cái này mở ra ngoài ạ. Không, ý của anh ấy là sau cô muốn cửa là cô muốn mở, cô muốn mở ra ngoài. Nhưng mà thường thường thì họ làm thế nào? Thường mở trong ngoài. Hả anh? Thường thường như nhà người ta, người ta làm nào? Bên trong này cô muốn cái gì không? À, trong này cô muốn cái giường, nó không giải được giường. Thì cái cháu nó lớn rồi, nó giải hay mở trong cái này dễ dàng hơn nhỉ? À, vâng, vâng, nó thấy. Còn nếu mà thiết kế như thế thì tốt, mà lại muốn cái giường này đâu được. Không giường thì không đến, mở ấp bên trong đây à? À, vâng, vâng. Thế là giường? Cánh thì là 86, cái này cũng là cánh thôi. À, vâng. Ở ngoài kia thì vướng vào cái cánh kia. À vâng vâng, mở trọng. Đúng không? Vâng. Thì mở trọng rồi. Phải đo trong. 8 5. Sơn đồng trong mùa đã chưa sơn. Chưa. Ngụy trang ghê. Gió đỡ lùa. Vâng, hai cái đấy. Đây anh nhá, đây anh tính bao nhiêu mét vuông nhân giá tiền. Cái kia có cần giá không hay là chốt ở trong hết rồi? Cái đấy nhà mình chốt trong. Nằm chốt trong. Ừ, còn khóa là khóa giữa này rồi. Vâng, nằm chốt trong ok. Vâng. Còn cái kia chốt trong. Vâng. Ừ, ok. Có nghĩa là không cần. Vâng. Ok, ok. Vâng. Đây quả ngồi đi. Vâng. Đấy, kệ chúc ngồi đấy cũng được. Đấy, quả ngồi trong này. Đấy mà bậy giờ kém rồi này. Ba triệu 597 nghìn. Bao nhiêu mét vuông anh? Có vào một ba tổng tổng bao nhiêu mét vuông? 2,55 cộng 1,69 tổng là 4m24. 4m24 cả hai cửa đấy gì? Đúng rồi. Nhân với giá là 850 nghìn. Anh nhân này. 3,6 triệu. Hả? 3,6 triệu mới là 3,590 mấy nghìn ấy, mà là 3,6 triệu. 3,6 triệu. 3,6 triệu tròn này. Đúng rồi. Rồi ok. Ừ. Thế nhá. Ờ, anh về anh triển khai anh làm luôn cho em. Càng nhanh càng tốt. Đấy, phải giáp Tết rồi. Xong cái anh liên hệ em luôn là vào anh lắp và em gửi tiền anh nhá. Ờ ok. 3,6 triệu. Ok. Đấy, thế có hảo nhá. Món quà này là của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ. Đấy, cô có muốn nói gì về cô Thúy Hằng không? Vâng, thế này hôm nay cháu xin là cảm ơn cô Thúy Hằng ở nước xa xôi đã hướng về nước nhà giúp đỡ mẹ con cháu rất là nhiều ạ. Cháu xin cảm ơn cô ạ. Cháu chúc cô sang năm mới, cô gia đình sang năm mới được mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng ạ. Chúc cô thành công và đại thành công ạ. Vâng vâng. Cháu cũng luôn chúc cô nhé. Chúng. Còn chúc cô Thúy Hằng sang năm mới mạnh khỏe và thành công cuộc sống. Ừ. Vâng vâng. Con chúc quý chú Hoàng Hiền hàng ngày lên trên V2B giúp mọi người cũng như là làm cầu nối giúp như các bác nối các bác cũng như là giúp với các
hộ nghèo như nhà cô đấy ạ. Vâng, vâng, sao vâng. Hoàng Hiền luôn luôn như thế ạ. Vâng, 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 vâng. Chắc cảm ơn cô. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Tạm biệt ba mẹ con cô Hảo Vion. Hoàng Hiền quay về luôn. Cuối năm này anh ấy bận nhiều công việc anh ấy làm, về hơi muộn. Bận đo đạc. Đo này thì một tí ấy. Mà đợi anh ấy lâu. Niềm vui cho ba mẹ con nhé. Cô Hảo Vion, hai hôm nữa lại cửa anh ấy lắc luôn thôi nhà cô Hảo. Như mình cũng thể rồi. Tết này, 2-3 Tết này. Có bao điều em muốn hỏi trong trang sách học trò, có bao điều em muốn nói trong giấc mơ tuổi thơ. Thầy cô là bài thơ. Ừ, vang trang trí nào đẹp chưa? Xuân sang tuổi học trò, thầy cô là tất cả, lần bước em vào đời. Có bao điều em muốn học trong trang xanh học trò, có bao điều em muốn nói về tấm lòng thầy cô. Thầy cô là bài thơ xôn sang tuổi học trò, thầy cô là tất cả, lần bước em vào đời. Đang ăn đã tối quá, tối mịt như thế này. Lên non cao rừng xanh biên giới, giữa mênh mông đá cương đá ngồi, mây êm trôi đưa ta lạc lối, lung linh giữa cao nguyên vời vợi. Quê hương ta ngàn hoa khoe sắc, díu dít trong tiếng ngon họa mi. Ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo và yêu thương. Nghe xôn xao ngàn câu ca, miền quê hương em đổi mới. Rừng hoa thơm giấc mạnh, đẹp sao ngất ngây. Rộn ràng chợ phiên vô lửa hẹn hò, cho ngày mai níu đến, được mong sẽ đến một lần. Câu vai từ xa xưa, còn mang lưu giữ muôn đời. Nghèo và quê hương tôi, tha thiết thân tình người ơi. Tiếng ngang cùng núi cao, hoa cùng dòng nhỏ quê. Đình hạ thì em về nơi cùng anh. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò vì dằm, để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu lắm, cô thương cô đợi cô chờ. Em xa anh mẹ câu dân ca, dần má thương sao mà giá diệt thề. Ôi câu ca lặng tình lặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chứ có lúc nào em giận anh không? Để thương xuân cả ngày em giận,
đi xa nhau đến ngàn vạn dặm, dần chẳng coi mà thương dòng dài thêm. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, dần mà thương trải lòng anh đó. Thương mà dần dễ gì đã có, em chỉ tìm thấy ở anh thôi. Một lắng hai sương đổi chơi đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu, ơi câu ca dần dần mà thương, mà thương. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm lòng. Khi chờ gió anh vẫn ấm, mới dần rồi cũng chỉ để thương thêm. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút đêm đêm. Anh phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gốc không già. Chiều đàn tay nghe lắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Rồi từ đó vì cánh xa, duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba, em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếng thương người, đau buồn em khóc chia phôi. À, tuyến đường này thông tuyến rồi, ngon quá. Anh về góp góp kỷ niệm vụi. Ê, ồ, xe trước đi, xe sau vụi đó. Tìm vui ồ, đang làm được vụi quá. Ôi, Hoàng Hiền phi về coi nhá. Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây, và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc con nhé. Xin chào tất cả các bác.